Chào các bạn, Nam Phổ là một ngôi làng thuộc huyện Phú Vang, trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Nếu có dịp đến Huế thì các bạn sẽ có dịp thưởng thức rất nhiều loại bánh canh, nhưng không có loại bánh canh nào ngon cho bằng bánh canh Nam Phổ. Khi có dịp ra Huế, đoàn phim chúng tôi đã tìm đến nhà của một người phụ nữ vốn rất có nhiều năng khiếu trong tài nấu nướng. Xin giới thiệu với các bạn, đây là cô Nguyễn Thị Đoàn. Thì cứ một dạng bột á, là một dạng rưỡi nước bột gạo. Rồi mình dùng đũa mình đánh tan lên hả cô? Dạ, đánh tan lên. Đánh tan. Trong khi chờ á, là đánh tan thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta phần làm nhân bột. Cái này là tôm, là ba lần tôm. Là luộc lên. Rồi sau đó là bóc vỏ. Tôm mua về các bạn rửa sạch, sau đó luộc lên rồi bóc vỏ. Thì khi bóc vỏ xong thì bỏ, nếu là nó đang ướt thì phải vắt bớt cho nó khô. Và ta bỏ tắm cối, quết nhuyễn. Rồi nêm gia vị hành hương, là hành củ nhỏ, là muối, tiêu và bột ngọt và một chút màu vịt cua để cho nó đẹp. Thưa các bạn, cái phần tôm sau khi đã luộc chúng ta bóc vỏ ra. Nếu như chị em chúng ta muốn tiết kiệm thì cái phần mà vỏ bóc ra, cô bảo rằng chúng ta cũng có thể nấu một tí nước lèo để làm cho cái nước nó ngọt thì sử dụng sau này. Còn phần tôm luộc ra là lột vỏ rồi. Để cho con tôm được khô thì chúng ta làm một cái động tác là lau lại con tôm cho nó thật là phải ráo. Bỏ vào cối và chúng ta giã nhuyễn. Trong cái quá trình giã thì nêm hành tiêu, muối. Nêm muối, hành, tiêu, bột ngọt. Trong khi chờ đợi làm nhân thì tôi lọc bột qua một cái xón khác để bắt lên mà dạo. Khi mà rây bột xong cứ để đây rồi mới bắt đầu là bóp cho mịn và tơi ra loại bột sắn tươi này. Bây giờ là tôi bắt lên. Ở đây là họ kêu bằng dạo. Từ địa phương gọi là giáo bột. Và cô thì hướng dẫn cho chúng ta dễ hiểu hơn, tức là các bạn làm bằng phương pháp chân cách thủy. Tức là phần dưới là nước sôi và các bạn ở trên này là cái xoong bột nằm trên đây. Và trong quá trình đó là phải luôn luôn là đảo đều tay liên tục. Thấy bột hơi sệt sệt thì là ta nhắc xuống. Khi nào mà các bạn thấy bột hơi sệt sệt thì các bạn nhắc xuống. Đánh cho nó đều. Thì ta lấy cái bột sẵn bỏ từ từ vào và trộn. Khi thấy bột đã được đánh đều thì các bạn bỏ từ từ nhúng từng ít một bột sắn. Rồi đánh cho nó tan. Đánh cho tan ra. Cái phần bột lúc nãy đã được đánh tan xong thì bây giờ chúng ta cho vào một cái bột ni lông dày. Cho tất cả bột vào. Sắp cái bì ni lông ở một cái góc. Dùng kéo cắt một chút xíu ngay cái đầu gốc đây để tạo cho cái dòng bột nó chảy xuống. Bây giờ luộc bột đấy. Chúng ta cắt một cái chút xíu ở cái phần đầu và cứ thế dùng cái đôi bàn tay ở trên bóp dần để đẩy dòng bột nó chảy dài theo từng sợi xuống dưới mặt nước. Sau khi nặn bột xong thì các bạn dùng đũa đánh đều lên và khi nào mà nhìn vào son thấy bột chín, tức là bột đã nổi lên trên mặt nước. Đây là làm ít, thành ra chỉ là nặn một lần. Còn nếu như mà bột nhiều hơn á, thì lần này là lần khác. Chứ nếu để cho hết bột á, thì là hẳn sẽ là nhão bột. Như vậy cái phần bột tùy theo các bạn định lượng. Nếu ít thì là nặn bột một lần. Còn nếu nhiều thì các bạn phải nặn bột rất là nhiều lần. Bởi vì nếu như làm chỉ có một lần với số lượng bột quá nhiều thì cái nồi bột của chúng ta sẽ bị nhão. Thế mình để rồi mình chắc bớt cái nước. Chắc bớt đi. Còn để sệt sệt á. Sệt thì là mình đầy lại. Sau khi luộc xong, các bạn chắc ra một phần nước để riêng vào một cái son. Và cái phần mà bột đã luộc rồi đó vẫn còn một chút nước xăm xắp trong bột. Chúng ta đậy nắp son lại để cho bột tiếp tục nở. Phần nước còn thừa hồi nãy mà chúng ta chắc ra đó, kế tiếp nếu như các bạn còn bột thì lại cho nước sôi lên và tiếp tục nặn bột trong phần này.
Sau khi nặn xong lại chắc ra một phần nước bỏ vào. Và những cái phần nước còn đây mà chúng ta để một nửa đây á, thì theo cô một lát nữa chúng ta sẽ nêm gia vị vào trong cái phần nước luộc bột đó. Thưa các bạn, cô bảo rằng người Huế thì tính tình rất là tiết kiệm. Nhưng mà thực tế trong cái món đây vừa kết hợp tính tiết kiệm mà đồng thời là cũng để cho cái nồi nước nó được ngon. Thì cái phần bột mà nó lúc nãy chúng ta làm nó còn dính ở trên thành của cái miệng son đó. Bây giờ các bạn cho thêm một chút nước nữa vào đánh tan lên. Và chính cái phần nước này khi đưa vào cái nồi nước luộc bột đó, nó sẽ làm cho cái nước giống như là nó được sánh sánh lại phải không ạ? Dạ. Đấy, bây giờ sau khi được đánh tan thì các bạn trút tất cả còn lại vào trong cái son nước luộc bột lúc nãy. Phần nước hồ để bỏ vào bánh canh, các bạn nêm thêm nước luộc tôm, muối, nước mắm, nước ruốc, hành tiêu. Hành và tiêu. Và một chút bột ngọt nữa cho là ngon. Nếu bạn nào thích ăn bột ngọt thì có thể nêm một chút xíu bột ngọt tùy thích. Trong cái nồi nước sau khi đã nêm gia vị xong thì dĩ nhiên là cái phần cuối các bạn cũng nhớ cho thêm hành tím thái lát mỏng và hành tím đã được phi vàng, các bạn cũng cho chung vào trong cái nồi nước hồ đó. Và đây là cái phần tôm mà lúc nãy mình đã được giã nhuyễn. Rồi mình bắt ít cái miếng nhỏ nhỏ và đe cho chặt bằng cái lòng tay. Phần tôm đã được giã nhuyễn lúc nãy, các bạn hãy vò lại thành một khối thật chặt và sau đó dùng những cái đầu ba đầu ngón tay của chúng ta rút ra từng miếng nhỏ, ém chặt cái đầu ngón tay lại để tạo thành những cái miếng tôm, miếng chả tôm nho nhỏ vừa nằm gọn trên cái lòng của đầu ngón tay mình. Cái phần mà nước hồ đã được nêm gia vị lúc nãy sôi lên rồi thì các bạn trút hết tất cả vào trong cái son bột mà chúng ta mới vừa nặn xong. Các bạn bắt một chảo nhỏ lên bếp, cho dầu ăn vào, bỏ hành vào phi thơm, hòa với một chút ớt bột. Khi dầu đã thơm thì các bạn cho cái phần nước giáo bột lúc nãy còn đó, các bạn đưa vào trong chảo. Và một ít bột sẵn đó. Dạ, cái bột sẵn lúc nãy đó các bạn đánh tan lên, cho vào trong chảo dầu, cho một ít nước tôm vào, nêm thêm tí nước mắm, nêm thêm một chút bột ngọt. Lúc nào mà cái đôi tay các bạn đánh đều ở cái son chảo lên thấy rằng là bột nó trong và hơi sánh lại thì lúc đó các bạn hãy cho thịt ba chỉ vào. Và ngay cả cái phần tôm lúc nãy đã được nắn nhỏ cũng cho vào hết. Sau đó là nêm hành lá sắc nhỏ vào. Và vốn dĩ đây là một món ăn của Huế cho nên không thể thiếu ớt. Và ngay cả rau răm sắc nhỏ. Với bánh canh Nam Phổ thì nồi bánh canh lúc nào cũng phải âm ấm nóng. Dùng đũa đưa cái phần bột nằm một bên. Và cho một bên là phần nhụy hay chúng ta gọi là nhân. Thưa các bạn, như thế nghĩa là nồi bánh canh Nam Phổ đã hoàn tất. Bây giờ xin mời các bạn chú ý theo dõi khâu cuối cùng, tức là để ăn được một món bánh canh Nam Phổ thì phải múc ra sao, đó cũng là một nghệ thuật đấy ạ. Dạ, thường thường là họ mấy cái người ấy mà tôi cũng rất tiếc là tìm cái vả dưa là không có. Chứ người ta là không có xài vả dưa cho nên người giàu cũng... Ngày xưa thì món bánh canh Nam Phổ nó đi liền với cái vá múc. Và trước đây trong cái quá trình trao đổi thì cô nói rằng có rất nhiều người Việt xa xứ vẫn thèm khát món bánh canh Nam Phổ và nhớ da diết cái động tác mà động tác cô gọi là gì, cô vây đó phải không ạ? Tức là họ rải đều cái nhân lên trên mặt tô đó các bạn. Cô nói là bây giờ cô tiếc quá cô không có cái gáo dừa, thành ra thôi thì các bạn hãy nhìn theo đây.